Kính thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch đoàn, kính thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Bá Thắng, Chủ tịch đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Em xin phép cập nhật một số điểm liên quan đến lĩnh vực nội soi can thiệp từ hội nghị nội soi can thiệp thế giới WABIP vừa được tổ chức vào tháng 6 vừa rồi tại Mayo Clinic Hoa Kỳ. Thì thực ra thì với WABIP thì các thầy cô cũng đã nghe tiếng từ lâu. Và trước đây thì một số hội viên Hội Việt Nam cũng đã đóng phí để trở thành hội viên của WABIP. Thế nhưng thực sự là với các cái kỹ thuật mới và hiện đại thì nước mình cũng chưa có điều kiện để mà có thể làm được tốt như họ. Thì hội nghị WABIP thì tổ chức tại Mayo Clinic, thế và họ cũng có kèm theo các khóa đào tạo y khoa liên tục. Và đào tạo y khoa liên tục tại Mỹ thì các thầy cô biết rằng là đúng là ăn chơi kiểu Mỹ. Toàn bộ cái mô hình mà làm nội soi là từ xác người đã được gọi là đã bảo quản như là người gọi là người bình thường. Thế và các cái gọi là can thiệp ở trên nó khi mà ví dụ như là vào trong lòng phế quản là như người sống bình thường. Có kể cả các cái tổn thương ví dụ như là có máu chảy hoặc là có u, có sùi, tất cả mọi cái. U sùi thì họ làm đưa vào những cái cục thịt vào bên trong đấy. Tức là nhìn không khác gì như là cái tổn thương của người bình thường. Thế thì duy nhiên là họ cái mô hình xác ấy, họ cắt hết chân hết tay, họ bịt mắt rồi họ quấn bảo quản rất là tốt. Thế và được thực hành rất nhiều chứ không phải là không, được thực hành trên mô hình và có nhiều các khóa đào tạo y khoa liên tục. Thì trong đó có nội soi ống cứng, đặt stent, nội soi siêu âm v.v. rất nhiều các cái kỹ thuật. Thế và tham dự thì trung tâm hấp có hai cái poster được chấp nhận. Cái đầu tiên đó là cái nội soi rửa phổi toàn bộ trong điều trị bệnh tích protein phế nang. Thế và khi mà báo cáo đó thì cũng báo cáo với các thầy cô là họ cũng rất là ấn tượng vì trong cái điều kiện khó khăn như của mình chẳng có cái gì cả. Ví dụ như cái việc mà làm ấm cái dịch để mà rửa, tại vì rửa với số lượng lớn dịch 10 đến 20 lít một lần ấy, mà mình không có làm ấm ấy, nó hạ thân nhiệt là bệnh nhân sẽ có nguy cơ nguy hiểm tính mạng, thậm chí tử vong. Thế họ là ví dụ không có cái làm ấm dịch thì làm như thế nào, trong khi họ có cái hệ thống máy, tức là dịch trước khi vào người bệnh nhân là được làm ấm thì chúng tôi là phải làm gọi là làm nóng từ ngoài trước và dùng cặp nhiệt độ để mà đo cái nhiệt độ đó cho nó phù hợp. Thế thì cũng có kết quả rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái ca mà gọi là đặt hai stent trong điều trị cái giò thực quản phế quản. Thì cái này thì chúng em phối hợp với các chuyên gia tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai. Thế thì duy chỉ có cái điều duy nhất thì họ cũng nhắc lại mình, tức là về nguyên tắc can thiệp ấy, đặt stent đường thở trước và đặt stent đường ăn, đường tiêu hóa sau. Tại vì nếu không ấy, thì cái thì bung stent, nếu chúng ta đặt cái stent đường thực quản trước, khi mà bung stent thì cái khối u nó còn đấy chẳng hạn, thì cái stent nó nở ra và nó chèn vào đường thở. Thế và họ cũng nói là trong y văn đã mô tả những ca sau khi đặt stent thực quản trước ấy, bệnh nhân lên cơn suy hấp và tử vong. Do vậy mà cái trường hợp này thì chúng em cũng làm cái trường hợp rất là khó, tức là đặt stent sau khi mà đặt stent bệnh nhân là ung thư thực quản xạ trị, nó sơ cứng hết toàn bộ vùng cổ này, thì bọn em phải đặt là bằng cách là gì, mở khí quản, luồn qua lỗ mở khí quản vào bên trong cái đường thở. Thế sau đó sau khi đặt xong cái thì này rồi thì bệnh nhân ổn định, không có suy hấp nữa. Thế và tiếp tục là đặt cái stent thực quản để mà bít cái lỗ giò để bệnh nhân có thể là vẫn có thể ăn uống được thông qua cái sông mở thông dạ dày. Thì cái ca này họ cũng nói là xử trí như vậy là cũng giúp được cải thiện được cho bệnh nhân, giải quyết được các cái triệu chứng. Em xin đề cập đến nội dung của WABIP. Thực ra thì cái chương trình hội nghị của họ rất là phong phú, có rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng trong nội dung ngày hôm nay thì em xin đề cập đến hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề sẹo hẹp khí phế quản, và cái thứ hai nữa là về cái eBurst TBNA. Thì phần trình bày chính thì bác sĩ Masao Hashimoto cũng sẽ đề cập kỹ hơn, nhưng mà em xin có một số điểm liên quan đến nội soi phế quản siêu âm. Thế còn đối với sẹo hẹp khí phế quản thì cũng rất là nhiều cái vấn đề đưa ra bàn cãi, và họ cũng nói rằng là hiện tại mà nói thì cũng có những khuyến cáo nhưng mà không đủ mạnh, và tùy theo từng kinh nghiệm của phẫu thuật viên, tùy theo kinh nghiệm của cơ sở, của đơn vị mà người ta quyết định phương án nào. Ví dụ như nơi nào, ví dụ như bên Thế Ước chẳng hạn là sẽ mổ các cái trường hợp này,
Nhưng mà ví dụ như những cái nơi khác người ta phẫu thuật lồng ngực không mạnh, chỉ có về nội soi can thiệp thôi chẳng hạn, thì lại cố gắng làm nội soi can thiệp. Thế và đấy là những cái điểm mà cho đến nay thì người ta cũng đưa ra được những khuyến cáo, nhưng thực sự là tất cả mọi người theo chưa, giống như Gold hay Gina thứ thì chưa ai là người ta đồng thuận 100% những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà người ta cũng đưa ra những cái điểm hết sức lưu ý. Thứ nhất là khi mà lựa chọn như vậy thì phải tùy thuộc vào cái loại hẹp, cái mức độ hẹp, cái thể trạng của bệnh nhân, các cái bệnh đồng mắc, xem người ta có chịu đựng được cái cuộc phẫu thuật, thủ thuật đấy hay không, và cái khả năng, cái điều kiện cũng như trình độ của các cái phẫu thuật viên tại bệnh viện. Và đồng ý là cái này là cái hết sức là nguy hiểm, mà có thể nguy hiểm tính mạng, gây tử vong. Do vậy mà bệnh nhân và gia đình người ta phải hết sức là rõ ràng và ký cam kết thì chúng ta mới có thể làm được. Đồng thời thì cần phải đánh giá một cách toàn diện, đây là nguyên nhân lành tính hay ác tính, vị trí hẹp ở đâu, tức là 1/3 trên, 1/3 giữa hay là dưới, và cái độ dài cái đoạn hẹp là bao nhiêu cm, cũng như là cái phức tạp hay là chỉ là hẹp dạng màng, hẹp kiểu đồng hồ cát, tức là nó đơn giản. Thì thầy Ước chắc là cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như là trong cái phẫu thuật mà cắt nối tận khí quản chẳng hạn, thì thông thường ý, là cái đoạn hẹp nó cũng phải gọi là vừa phải thì mới có thể cắt nối và giải phóng xung quanh và nối được. Chứ còn nếu mà cắt cái đoạn dài quá là bệnh nhân không thể nối được, hoặc là bệnh nhân thậm chí là có những ca phải khâu cằm vào với xương ức để cố định, chứ không nếu như mà họ quên, họ ngửa cổ ra, nó có thể nó rách cái khí quản của bệnh nhân, là hết sức là nguy hiểm. Thế và khi mà đánh giá một cách toàn diện thì bây giờ là mình cũng rất thuận lợi là mình có cái CT độ phân giải cao này, cắt lớp đa dãy, tức là 64 dãy chẳng hạn, là mình sẽ đánh giá được về mặt cơ bản, và thậm chí nội soi ảo là cũng đánh giá được xem là vị trí hẹp ở đâu, mức độ hẹp thế nào, và tiên lượng được là xem nó đi đến đâu. Thế còn nội soi phế quản thì sao? Nội soi thì thông thường thì chúng tôi cũng hay nội soi ống mềm để đánh giá trước. Nhưng gặp những cái tổn thương sẹo hẹp mà nói thật với các thầy cô là ống soi nhỏ có 2 mấy thôi mà không đi qua được, thì không biết phía dưới nó là cái gì, mà mình cứ húc vào đấy thì không thể hiểu là phía dưới nó là cái gì, thì hết sức là nguy hiểm. Dùng ống cứng để nong mà vì nó khi nó sẹo nó sẽ co kéo, mà dùng ống cứng thì nó sẽ có thể nó chọc, nó thủng và nó rách. Mà ở trong cái trung thất, trong lồng ngực, cái động mạch chủ, động mạch phổi rồi tĩnh mạch, hết sức là nguy hiểm. Cho nên là cái đó là thông thường thì chúng em sẽ dựa vào cái MSCT và có tái tạo cái dựng hình cây khí phế quản để có thể đánh giá được trước một cách sơ bộ cái mức độ phức tạp đường thở. Về cái khuyến cáo thì đây là cái tác giả mà rất nổi tiếng trên trong cái lĩnh vực nội soi can thiệp là Feitrack, thì các thầy cô biết là người ta cũng đưa ra cái này cũng chưa phải là khuyến cáo của Hội ốp châu Âu, mà gọi là đăng trên tạp chí Hội ốp châu Âu thôi. Người ta chia ra các cái mức độ, các cái vị trí, ví dụ như là 1/3 trên, 1/3 rưỡi hay là 1/3 dưới, thế mà hoặc là phế quản gốc phải, phế quản gốc trái. Rồi chúng ta thấy là người ta chia thành mức độ, ví dụ không hẹp tí nào, tức là nhìn chúng ta thấy là đường thở là hình móng ngựa như bình thường. Thế còn hẹp một phần khoảng 25%, hẹp khoảng 50%, hẹp 75%, hoặc 90%, và hẹp hoàn toàn, tức là complete, toàn bộ đường thở là tắc hẹp. Thế thì thông thường bệnh nhân bị Việt Nam đến viện ở giai đoạn nào? Nó tùy theo vị trí các thầy cô ạ. Thế tuy nhiên thì chúng em sẽ gặp là ở phế quản gốc thì có thể là muộn hơn rất là nhiều, thậm chí là đến viện trong tình trạng là hẹp khoảng 90%, hoặc là gì ạ, đã tắc hoàn toàn một bên phế quản đấy và xẹp toàn bộ bên phổi. Cũng có trường hợp thì ở vị trí cao hơn, ví dụ như là ở dưới khí quản hoặc là phía giữa chẳng hạn, thì thông thường là có cái triệu chứng nó thở rít, cho nên là họ sẽ đi khám sớm hơn và phát hiện được sớm hơn. Thế nhưng tại thời điểm này thì cũng có những trường hợp là bị nhầm chẩn đoán hen. Thế và bởi vì ở khí quản này thì khi mà xuống thì nó lại hai bên nó rít, tiếng thở rít như nhau, nhầm điều trị hen, có khi điều trị hen cả năm trời đến thì với cái tình trạng là hẹp cái khí phế quản. Nguyên nhân thì thông thường thì ở tại hội nghị thì họ cũng chia sẻ rất là nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là ở các nước mà có cái dịch tễ lao lưu hành cao như Việt Nam thì cái lao nội phế quản thì là cái nguy cơ gây hẹp là khá lớn. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta về cái hồi sức và đặt nội khí quản không tốt, mở khí quản một thì không tốt, thì rất dễ là có nguy cơ là sẹo hẹp,
mà sau khi chúng ta can thiệp các cái thủ thuật, phẫu thuật. Thế do vậy mà những trường hợp mà sẹo hẹp sau khi đặt nội khí quản do chúng ta bơm cớp quá căng, xong để thời gian dài thì xung quanh cái cớp đấy nó có thể nó thiếu máu, rồi sau đó nó lại tái tạo, nó sơ hóa và nó co thắt lại, thì nó sẽ làm cho đường thở nó tắc lại. Hoặc là cái đầu ống nội khí quản thì có những cơ địa, hoặc là cái đầu, cái lưỡi của ống ấy, nó chọc vào cái đường thở, nó gây kích thích, nó tạo tổ chức hạt, thì nó cũng gây ra cái tăng sinh và cuối cùng là nó gây hẹp. Thế còn những trường hợp mà mở khí quản thì chúng em cũng gặp những trường hợp là khi mà mở một thì trong cấp cứu đấy chẳng hạn, thì có thể là cái đường mở nó không được tốt, nó sập sụn, rồi từ đó nó xung quanh nó sập xuống và nó sẽ gây khó thở cho bệnh nhân. Thế thì tùy theo các vị trí khác nhau, nhưng mà người ta thấy rằng là cái đầu của cái ống nội khí quản nó có thể chọc vào đây và nó có thể nó gây sẹo hẹp, gây cái tổn thương hạt, tổ chức hạt, gây chèn ép. Hoặc là chúng ta bơm cớp nó quá căng, cái này thì hoặc là đặt nội khí quản kéo dài. Thông thường thì chúng em thấy rằng là sau 7 ngày là có nguy cơ rồi. Những trường hợp sau 10 ngày hoặc là sau 14 ngày thì hầu như là sẽ có nguy cơ rất cao là sẽ bị hẹp khí quản. Đặc biệt nếu chúng ta bơm cớp chặt quá mà không giảm cái áp đi, thế là cuối cùng là nó thiếu máu tại chỗ, xong nó sơ hóa là sẽ không cải thiện được. Khi mà nếu đối mở khí quản thì chúng ta thấy nó có thể sập sụn, hoặc là bản thân cái mở khí quản ấy nó cũng rất là cứng, nó có thể nó chọc vào vị trí phía trên, hoặc là bơm cớp quá căng, thì đấy là các vị trí như vậy. Phân loại hẹp thì chúng ta thấy là có hẹp cấu trúc và hẹp chức năng. Thế thì họ dành hẳn một cái session để nói về cái hẹp chức năng, tức là gọi là nhuyễn sụn khí phế quản, hoặc là cái xẹp đường thở động Malaysia đấy. Tức là những trường hợp chúng ta thấy là khi bệnh nhân hít vào thở ra là cái đường thở nó nâng lên hạ xuống, nó sập vào. Thế thì những trường hợp đó thì cái điều trị cũng hết sức là khó khăn. Bởi vì bản thân cái đường thở người ta không giữ được, chả có gì chèn ép cả. Nhưng mà vì nó nhão cơ, nó giảm cái trương lực, cho nên là hít vào thở ra cái màng mềm ở dưới nó sập vào. Bình thường là hít vào thở ra nó vẫn giữ được. Thế nhưng mà đối với trường hợp Malaysia là hít vào cái nó sập vào đây luôn này. Thế thì nó sẽ gây cho cái xẹp cái đường thở, và thậm chí là bệnh nhân có những cái ngừng thở ngay kể cả khi mà người ta thức chứ không phải là khi tỉnh. Dựa vào cái mức độ hẹp và cái phân loại thì người ta thấy là hẹp mà mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng, và có nhiều cái cách phân loại khác nhau. Thế và cho đến nay thì nói thật là cũng chưa đồng thuận 100% về các cái can thiệp. Thế thì cái tính chất thì thông thường chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà gặp những trường hợp là hẹp kiểu đồng hồ cát như thế này thì rất là đơn giản, hẹp dạng màng thôi. Cái này can thiệp một cách tối thiểu là khi chỉ 15-20 phút xong là có thể giải quyết được. Thì những trường hợp này thì rất là đơn giản. Thế nhưng cũng có những cái loại nó phức tạp, nó vừa dày, vừa sơ hóa, vừa tổn thương sụn, nhuyễn sụn, hỏng hết cả sụn rồi. Thì những trường hợp này mà can thiệp thì họ cũng nói là gì? Nếu chúng ta mà hăng quá, tức là gọi là hăng máu quá, khi mà nó đã tạo được cái sơ như thế này thì chứng tỏ là nó tạo được cái khung, nó còn cái lỗ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà gì ạ, đấy là nó đã cứng được rồi. Bây giờ mà chúng ta dùng gọi là các loại nong bằng bóng, rồi ống, rồi thậm chí là chúng ta đốt điện để giải phóng, thì tự nhiên là cái toàn bộ cái đoạn này nó mềm ra. Thế là gì, nó đã hẹp rồi, xong nó lại mềm, nó không cứng được nữa. Thế là nó sẽ gây sập lại và gây khó thở cấp. Chúng em trước đây cũng đã gặp một số bệnh nhân là bị cái tình trạng như vậy. Tức là thầy Châu vẫn bảo là gọi là hăng tiết vịt quá, tức là can thiệp hăng máu quá, cái cố để mình nong ra. Thế nhưng mà họ cũng nói là đặc biệt đối với sẹo hẹp do lao thì cần phải từ từ, có khi nong thành rất nhiều lần, và để cho một cái thời gian để cho sau khi nó giãn ra rồi, nó có thời gian để nó lại sơ lại nữa, sau đó chúng ta lại giãn tiếp để đủ để đặt stent. Thế thì họ nói là nếu trong trường hợp mà chúng ta đã nong được rộng rồi thì nên đặt stent ngay. Thế còn nếu không đặt được stent ngay thì đừng nong rộng quá. Thế và cũng có những trường hợp mà báo cáo với thầy cô là nó đường thở rất là nhỏ, không đút vừa cái stent được. Ống rất nhỏ, tức là nong hết cỡ, nó chỉ giãn được một phần thôi. Và cái stent có đút vào thì không bung ra được, cho nên là không thể làm thế nào khác được. Thì họ nói trong những trường hợp như vậy thì nên dùng cái stent kim loại mà có phủ. Thế sau đó thì để một thời gian có khi 6 tháng đến 1 năm. Bởi cái stent kim loại, cái lưới kim loại ấy, nó sẽ căng dần ra. Nó cứ nở dần ra, nó làm rộng cái nong. Bản thân nó sẽ nong dần cái đường thở ra.
Và sau 6 tháng một năm, nó sẽ làm cho cái cấu trúc của đường thở nó sẽ cứng vững lại. Và lúc đấy chúng ta có thể rút cái stent kim loại ra được và thay vào đó là cái stent silicone. Còn cái stent kim loại mà nó có cái màng phủ xung quanh ấy, thì nó sẽ giúp cho cái tổ chức hạt nó không phát triển vào bên trong. Chứ còn nếu mà stent lưới mà không có phủ đấy, là chúng đến phần trình bày của bác sĩ Dư đề cập ấy, thì các quý thầy cô biết rằng là các tổ chức hạt nó có thể phát triển vào trong, mà khi chúng ta rút ra ấy, thì nó gây tổn thương niêm mạc, phải nói là vô cùng tận, hết sức là nguy hiểm. Thì đấy là một số các cái điểm có liên quan như vậy. Về cái tiếp cận trong cái hẹp đường thở thì qua can thiệp và qua phẫu thuật. Đối với phẫu thuật thì không phải lĩnh vực của em xin không đề cập ở đây. Thầy Ước sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà đối với cái nội soi can thiệp ấy, thì chúng ta thấy rằng là cần đánh giá xem là nó có phải là hẹp thực sự hay không. Hẹp đây là hẹp cấu trúc, hẹp tổn thương hay là hẹp về chức năng thôi. Thế từ đó thì chúng ta có thể có cái bước tiếp cận. Chúng ta có thể là thử nong bằng các cái dụng cụ, ví dụ như là dùng cái bóng nong, tức là bơm cái áp lực về khí hoặc là bơm áp lực về dịch đấy, để làm căng cái balloon, căng cái bóng lên và giãn rộng cái đường thở. Chúng ta cũng có thể là dùng cái bản thân cái ống cứng, dùng nhiều kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn để làm giãn rộng đường thở ra, để làm sao cho có cái thông khí cho bệnh nhân được. Hoặc là gì ạ, sau đó thì chúng ta mới có thể đặt stent được, chứ không phải là cứ thế mà chúng ta đặt stent được. Em xin trình bày một số ca lâm sàng. Thì đây là cái trường hợp bệnh nhân cũng rất là trẻ tuổi, 43 tuổi, sau tai nạn xe máy và chấn thương, và bệnh nhân hôn mê, thở máy rất là kéo dài, tức là gì ạ, kéo dài một tháng. Sau đó thì bệnh nhân có cái di chứng, phải nằm một chỗ, rồi nó rất nhiều các cái biến chứng về nhiễm trùng, rồi loét vết ngân, rất là nhiều thứ. Nhập viện thì trong cái tình trạng là có khó thở và nghe cái vùng cổ là có tiếng rít rất là rõ. Trên các lớp vi tính thì các thầy cô biết rằng là cái tổn thương ở đây phía trên thì chúng ta vẫn còn thấy khí quản rõ, nhưng phía dưới chúng ta thấy cái đường hẹp rất là nhỏ. Chúng ta thấy nhìn chỗ này còn khoảng độ 25%, tức là cái mức độ nó còn khoảng 25%. Chứ khi hình ảnh nội soi thì soi khí quản thì hẹp, nhìn đây thì dạng màng và gì ạ, nó cách cái thanh môn khoảng độ 3 cm, và ống soi thì không thể đưa qua cái đầu ống soi được. Thì trường hợp này thì báo cáo với thầy cô thì chúng em có dùng điện đông để đốt. Và đốt đối điện đông đối với trường hợp mà sẹo hẹp dạng màng này thì cũng có một số điểm lưu ý. Thứ nhất là chỉ đốt ở cái vùng gọi là có sụn. Chứ còn nếu như đốt mà ở cái màng mềm, là đốt xong kéo ra khi chưa đến gọi là thanh quản thì dưới nó đã sập vào rồi. Tại vì nó co vào rất nhanh, tức là nó hẹp gọi là gấp đôi ngay so với trước lúc mình đốt. Cho nên là kinh nghiệm là sẽ đốt tốt nhất là ví dụ đốt hình nan hoa, sau đó thì cái sơ nó sẽ kéo ra các cái xung quanh. Nhưng mà nó nhỏ như thế này, tức là nó còn có 3 mm thôi thì không thể nào nan hoa được. Thì những trường hợp này bọn em cũng có thể đốt một hoặc hai vị trí. Thì sau đó thì sẽ dùng bóng hoặc là dùng ống để nong cho nó rộng ra, thì nó sẽ cắt đứt cái giải sơ. Chứ còn nếu mà đốt màng mềm này thì khi kéo cái đầu đốt điện ra là nó sập lại, nó nhỏ lại khi chỉ còn một nửa thôi. Thì cái này thì nếu quý vị mà có, quý thầy cô mà có làm can thiệp thì cũng hết sức là lưu ý xem là chúng ta sẽ vị trí nào cho nó phù hợp. Và chúng ta thấy là ví dụ đây chúng em có đốt vào cái tổn thương thì sau khi đốt xong là nó sẽ rộng ra được cái đường thở. Chứ còn bảo bây giờ mà nong ngay thì cũng không nong được, mà nó phải có cái vị trí để nó bám vào. Sau đó thì chúng em có dùng cái bóng thì dùng cái xi lanh để bơm bên ngoài vào và đo áp lực. Thế thì cả cái việc mà dùng bóng nong này cũng vậy. Tức là thông thường ý, thì cũng không thể nào mà bảo thôi đã bơm mất công bơm vào thì để thật lâu cho nó giãn rộng ra. Đấy, là chúng ta lại vô hình chung chúng ta lại làm thiếu máu cả cái vùng ấy. Tại vì bơm bóng là phải bơm áp lực rất lớn. Thế thì thông thường thì chúng ta thấy là sẽ kéo dài một vài giây thôi, sau đó phải xả ra giảm áp để cho nó máu lại tưới vào cái tổ chức xung quanh. Chứ còn giữ độ một vài phút sau ấy thì khi hôm sau lại thấy nó hẹp hơn rất là nhiều. Cho nên là đấy là cái kinh nghiệm mà xin các quý thầy cô cũng lưu ý như vậy. Thế thì sau khi mà can thiệp xong thì chúng ta thấy cái vị trí của cái vị trí chỗ hẹp, rất hẹp như thế, không đưa được ống soi qua như vậy thì đã được khai thông. Thế và đưa ống soi qua rất là dễ dàng. Thì đấy là cái ca mà về cái sẹo hẹp sau đợt nội khí quản. Trường hợp này thì chúng ta cũng thấy rằng là 57 tuổi, có cái tiền sử là hoại tử vô khuẩn chòm xương đùi, có phẫu thuật cột sống, đặt nội khí quản thở máy 2 lần.
thế và kéo dài. Thế vì khi mà vào viện thì trong tình trạng là hẹp và rất là nặng, các thầy cô thấy là trên này hầu như không còn cái vị trí để mà cái không khí đi qua. Những trường hợp này thường xuyên có những cơn giống như là ngất, gọi là đột tử, tức là khi mà có cái đờm nó dưới, bệnh nhân ho lên dính ở trên phát thì coi như là lại gục xuống như là sắp đột tử đến nơi rồi. Thế những trường hợp này cũng hết sức là nguy hiểm. Thì khi mà bọn em nội soi thì đối với trường hợp này đánh giá là sẽ rất là phức tạp, nó rất nhiều vòng, nó không phải đơn giản như các trường hợp trước, không đơn giản như các trường hợp trước khi mà thấy rất là nhiều vòng khác nhau, nó hẹp nhiều chỗ, nó xoắn vặn như là vỏ ốc như thế, vỏ đỗ như vậy, thì nó không hề đơn giản như thế nào, không hề đơn giản chút nào. Thì bọn em cũng có làm cái điện đông trước, điện đông để mà giải phóng, cắt đứt cái giải sơ. Thế sau đó thì tiến hành là nong bằng bóng. Thì đối với bóng như này thì thông thường thì dùng một lần là nó hỏng rồi, không thể tái sử dụng được. Và chi phí của mỗi một cái bóng này nó khoảng độ 8-10 triệu. Thế thì nếu như mà một bệnh nhân mà thông thường mà chúng ta làm ấy, thì nó vẫn bơm được, nhưng mà khi mà chúng ta luồn qua cái ống mềm là nó không vào được cái ống mềm, nó rất là khó. Thì khi mà chúng ta dùng thì thông thường mỗi một lần là phải dùng một cái bóng. Và một bệnh nhân thì có thể là dùng mỗi một lần bơm thì chúng em bơm khoảng độ 6-8 lần, nhưng mà cứ căng lên xong lại hạ xuống. Thế sau đó thì ngày hôm sau có thể, một tuần sau có thể là soi lại vừa đánh giá. Thế đây là sau khi mà can thiệp xong thì tiến triển của bệnh nhân là rất là tốt như vậy. Bọn em cũng có làm nghiên cứu tại trung tâm hô hấp, thì trên 36 bệnh nhân, cái này thì rất nhiều các cái căn nguyên, cả lành tính cả ác tính. Có cái ác tính là 61%, còn lành tính là 39%, trong tổng số là 36 bệnh nhân. Với các cái đặc điểm, ví dụ lâm sàng, tiếng thở rít là hết sức là quan trọng. Đồng thời thì khi mà chúng ta có các cái dấu hiệu về cận lâm sàng, ví dụ như x-quang phổi, có thể có xẹp một bên phổi, hoặc có thể có cái co kéo, hoặc là thậm chí là giảm thông khí v.v. Cắt lớp vi tính lồng ngực và nội soi thì sẽ đánh giá được cái vị trí và kích thước, cũng như là tiên lượng được cái vị trí hẹp, chiều dài đoạn hẹp v.v. Khi mà điều trị thì thông thường thì bọn em cũng có những trường hợp phải chuyển đi mổ, và tỷ lệ mổ thì khoảng độ 31% là phải chuyển mổ. Xạ trị ngoài, khi mà với cái tổn thương nó là dạng là ở ngoài để ép vào thì phải đi xạ trị, chứ không thể can thiệp được. Hoặc là những trường hợp mà phải dùng điện đông cao tần hoặc đặt stent v.v. thì đấy là những cái trường hợp mà đối với hẹp khí phế quản. Vậy thì đối với hẹp khí phế quản thì đây là cái căn bệnh rất là khó điều trị nếu mà cái tổn thương mà bệnh lý nặng, hẹp và phức tạp và đoạn dài, trên bệnh nhân có nhiều bệnh phối hợp, tuổi cao chẳng hạn, thì rất là khó khăn. Ta lựa chọn cái phương pháp can thiệp hay là phẫu thuật nó tùy thuộc vào cái vị trí, tính chất, độ dài và cái mức độ phức tạp của tổn thương, để mà có thể đồng thời là cái kinh nghiệm triển khai tại bệnh viện. Đối với can thiệp thì nó có ưu điểm là ít xâm lấn và bệnh nhân không phải chịu đựng một cái cuộc đại phẫu thuật, và cái tỷ lệ tai biến nhìn chung là thấp. Thế trong trường hợp mà can thiệp không có hiệu quả thì lại phải nhờ các thầy bên ngoại khoa có thể giúp chúng ta cái việc đó. Em xin chuyển sang nội dung thứ hai, đó là về cái nội soi phế quản siêu âm. Thì đối với các tổn thương mà các cái hạch hoặc là u ở trong trung thất, hoặc là các cái tổn thương phổi ngoại vi, thì các thầy cô biết rằng là thông thường trước đây về hình ảnh học chúng ta chụp cắt lớp, chụp PET CT v.v. Sau đó thì ví dụ như là phải nội soi trung thất, hoặc là thậm chí phải mở xương ức, mở ngực, hoặc là phải mở, nếu mà đi đường trên có thể mở qua cái cán xương ức để vào, hoặc là mở qua cái nội soi lồng ngực để tiếp cận qua phía bên chẳng hạn, thì rất là khó khăn chứ không hề đơn giản. Và đối với các bác sĩ nội khoa là chúng ta không làm được, là phải nhờ các thầy ngoại khoa. Vậy thì những trường hợp mà có tổn thương như vậy thì người ta có cách nào tiếp cận? Thì thực sự cái nội soi phế quản siêu âm nó đã giúp cho việc này rất là nhiều. Không phải là mới nữa, nhưng thực ra ở Việt Nam thì nó là mới. Chứ còn từ năm 2009 khi em ở Pháp là họ đã làm từ rất là lâu rồi, chứ không phải là mới. Nhưng mà đối với mình thì đây là một trong những kỹ thuật mới. Thì ở cái phần mà cái session buổi trưa nay thì các thầy cô cũng biết rằng giáo sư ở Singapore đã đề cập. Thì thông thường các cái nhóm hạch, chỉ trừ các cái nhóm hạch ví dụ như 8-9 thì chúng ta, hoặc là nhóm 7, một số trường hợp chúng ta phải nội soi thực quản để tiếp cận hạch. Ví dụ nhóm 7 thì thường rất là dễ thôi, dưới carina thì không hề khó, nhưng mà có khi nó hơi lệch vì sau thì nội soi thực quản thì nó sẽ đánh giá được tốt hơn, hoặc là tiếp cận tốt hơn. Thế còn lại các cái nhóm ví dụ 1, 2, nhóm 4 có thể đánh giá được, đúng không? Nhóm 10, nhóm 11, nhóm 12
nhóm ví dụ như 6 nhóm 7 thì chúng ta thấy là nó liên quan đến cái mạch máu, động mạch chủ, động mạch phổi. Cho nên chúng ta rất là khó nên tiếp cận những vị trí như vậy. Nội soi siêu âm thì người ta sử dụng cái lồng ghép vừa nội soi và vừa có đầu dò siêu âm để mà đánh giá và tiếp cận các cái hạch ở trong trung thất. Thế thì có hai cái loại đầu dò convex, tức là cái đầu dò mà chúng ta hiểu nôm na thì đầu dò lồi, thì đây là cái phần mà có cái bảng siêu âm, bảng sóng siêu âm nó sẽ phóng thích qua đây. Thế còn đây là cái kim sinh thiết mà tại cái vị trí mà nó có thể nó phóng kim ra khi chúng ta sinh thiết. Cái đầu dò thứ hai là đầu dò gọi là đầu dò trung tâm radio, thì các thầy cô biết rằng đối với đầu dò này thì chúng ta thấy là với các tổn thương phổi ngoại vi, cái ống soi nó đến cái phế quản mà kích thước nhỏ nó không thể tiếp cận được nữa. Thì cái catheter mà nó có đầu dò trung tâm này nó sẽ luồn được sâu thêm và nó sẽ tiếp cận được đến sát cái tổn thương. Sau đó thì chúng ta chuyển sang cái hình ảnh siêu âm là chúng ta sẽ biết được đâu là vị trí tổn thương và đồng thời luồn cái kim sinh thiết vào, nó sẽ rất là tốt. Em xin có một số cái ca lâm sàng chia sẻ. Đây là trường hợp bệnh nhân nam 75 tuổi vào viện trong cái tình trạng là khó thở, thể trạng thì dần rất là gầy, hạch ngoại vi thì không sợ thấy, nhưng mà trên các lớp vi tính thì các thầy cô biết rằng cái hạch ở trong trung thất khá là to và có thậm chí là có một số chỗ nó có biểu hiện hoại tử bên trong. Thế thì những trường hợp như này thì sau đó thì chúng em có tiến hành nội soi phế quản siêu âm và cũng báo cáo với thầy Ước, các thầy cô, các anh chị là được sự giúp đỡ của bác sĩ Masao Hashimoto đã xây dựng cái dự án phối hợp giữa Hội hô hấp Việt Nam và Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu Nhật Bản, được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản. Thì hàng năm là có các bác sĩ Việt Nam từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện K74 v.v. sẽ sang Nhật học trong một khoảng thời gian 2-3 tuần về chuyên về kỹ thuật như thế này và học cầm tay chỉ việc. Đồng thời sau khi học xong thì bác sĩ Masao Hashimoto sẽ lại sang đây để tiếp tục là giúp đỡ cho các bệnh viện. Và trong nữa đến phần kết quả thì các thầy cô cũng biết rằng đấy là cái rất là ấn tượng. Và một trong những ca làm đầu tiên ở Việt Nam đối với nội soi phế quản siêu âm và đầu dò convex này là tiến hành tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Thì các thầy cô biết rằng là với các cái tổn thương như thế này thì chúng ta thấy là với cái khi mà sinh thiết kim vào, chúng ta sẽ đo được cái độ sâu của kim này, đồng thời là quan sát đánh giá các cái tổn thương mạch máu. Những trường hợp này sau khi chọc hút xong thì ở Bạch Mai này chúng em có làm được cái ROSE, tức là cái gọi là giải phẫu bệnh tức thì tại chỗ để có thể là xác định chẩn đoán được và có thể là giúp cho các bác sĩ có thể tiếp tục hay là ngừng lại cái việc tiến hành can thiệp. Tiếp theo thì trường hợp này thì cũng 57 tuổi, hút thuốc nhiều năm. Trên cái tổn thương các lớp vi tính thì các thầy cô cũng biết là cái cấu trúc hạch rất là rõ. Kèm theo thì chúng ta thấy là khi mà tiến hành nội soi. Cái video tại sao nó không chạy được nhỉ? Thế thì đây là cái hình ảnh mà kim vào sinh thiết đây. Thông thường thì sẽ đâm kim vào thì gọi là đâm, khi mà đâm kim vào thì mình hết sức là lưu ý để tránh cho cái nó có thể nó quá sâu, nó chọc vào mạch máu, bởi vì ngay phía dưới đó là các cái mạch máu, nó hết sức là nguy hiểm. Đến các cái ca tiếp theo thì sau khi mà đã làm những cái ca kích thước hạch nó lớn rồi thì đã tự tin hơn để làm những ca kích thước nhỏ hơn. Thế và báo cáo thầy Ước, thầy Thắng, các thầy cô là chúng em đã làm những cái hạch mà kích thước là 1 cm, rất là nhỏ và lấy được đủ bệnh phẩm để có thể chẩn đoán được. Ví dụ như là cái trường hợp treo không chạy. Thế và những cái hạch kích thước nhỏ như vậy nhưng mà vẫn có thể là lấy được bệnh phẩm rất là an toàn. Nó không chạy. Thế thì bệnh phẩm sau khi lấy ra thì bọn em sẽ cố định phết lam và chuyển đi đọc luôn. Thế và sau khi sinh thiết xong lấy được bệnh phẩm, chúng ta cần phải soi đánh giá lại xem cái vị trí tại chỗ nó có chảy máu hay không. Còn một số các ca lâm sàng khác nữa
Thế tuy nhiên là cái thời gian có hạn, với hai nữa là đến cái phần trình bày của bác sĩ Masao Hashimoto cũng sẽ đề cập kỹ hơn. Đối với nội soi phế quản siêu âm thì tại Wabip họ có những cái điểm gì mới hay không? Thì họ có những cái điểm mới. Thứ nhất là họ nói là đối với kích thước kim thì kích thước bao nhiêu là phù hợp. Ví dụ như có quan điểm cho rằng là kích thước kim phải càng to, hút thì sẽ được càng nhiều bệnh phẩm. Có người thì bảo là hút kim to thì hút nó sẽ ra rất là nhiều hồng cầu và nó sẽ không làm tăng cái tỷ lệ chẩn đoán. Có quan điểm thì bảo là chọc càng nhiều thì cái khả năng lấy được tổn thương, lấy được mô bệnh nó sẽ tốt hơn và cái tỷ lệ chẩn đoán nó sẽ cao hơn. Nhưng có quan điểm cho rằng là không cần thiết phải như vậy, bởi vì họ đã có cái giải phẫu bệnh tức thì tại chỗ rồi. Cho nên là họ khi nào mà, ví dụ như khi em ở Pháp ấy, là bác sĩ giải phẫu bệnh đẩy cái kính lên tại chỗ, đọc bao giờ thấy tế bào ung thư chắc chắn rồi, ok thôi là không làm nhóm hạch đó nữa, không làm tiếp theo nữa, bởi vì họ đã có chẩn đoán rồi. Thế còn chưa có ấy, thì cố gắng làm để bao giờ đạt được thì thôi. Chứ còn quý vị thì cô biết rằng là nếu như chúng ta ngừng, bảo là 5 cái, chưa biết là có đủ hay không, 5 cái ngừng nhưng mà tất cả bệnh phẩm lấy ra âm tính hết, thế là họ cũng lại phải làm lại lần 2. Trong khi đó thì 2 cái mà chọc 2 lần mà đã dương tính rồi thì thôi dừng lại, không nhất thiết phải chọc đến lần thứ 3. Thì đấy là cái ưu điểm của cái chúng ta làm cái giải phẫu bệnh tức thì tại chỗ là như vậy. Thế còn trong trường hợp mà đối với Wabip thì họ cũng có những cái điểm, ví dụ chẳng hạn như là bây giờ thì đối với ung thư phổi, sau khi đây không chỉ là chẩn đoán phân loại TNM nữa mà còn phải làm đột biến gen này, còn phải làm với đột biến bây giờ lại còn rất nhiều loại, đột biến EGFA này, đột biến PDL1 này, để mà có các điều trị khác, cho nên cái yêu cầu để lấy bệnh phẩm nó cũng sẽ cao hơn so với các cái trường hợp khác. Thì đấy là một số các cái điểm liên quan đến một số thông tin cập nhật từ hội nghị Wabip Thế giới năm 2018 tại Mỹ. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe.